thôi, kìa nó nói ăn cắp cho thôi. Em lâu lâu ăn mía anh thấy chân. À lấy mía này ngon rồi. Mía này ngon lắm. Xin chào cả nhà, mình đã quay trở lại với kênh Kim Hòa Thời Trang và Cuộc Sống. Và tiếp theo ngày hôm nay, gia đình mình mấy chị em cùng rủ nhau đi ra ngoài chợ để mà mua sắm những thứ lặt vặt. Bởi vì gần Tết rồi cả nhà, thì phụ nữ mà cũng hay làm điệu lắm. Đây là cái con đường mà vừa làm xong hôm trước đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào chợ để mình xem mình có những cái gì mình thiếu thì mình sẽ mua cho mình nha, với lại cho mấy đứa cháu nữa. Và đầu tiên mến chúc cả nhà mình một ngày thật là vui vẻ và có nhiều năng lượng trong cuộc sống nha. Và đây các bạn sẽ nhìn thấy ở phía bên ngoài chợ người ta bắt đầu bán kiệu rồi nè. Đó, kiệu rồi hành để người ta làm củ kiệu chua đó các bạn. Nhưng mà ở đây thì chị mình á, chị Bảy chưa có làm, vài bữa nữa mới làm. Bởi vì còn tới một tháng mấy nữa mới Tết, còn một tháng mấy ngày thôi. Thì chợ á, thường thường ngày thứ Bảy Chủ Nhật á, nó cũng đông vui lắm. Rồi mình sẽ đi ra ngoài này, mình đi dạo dạo ha. Cuộc sống kinh tế của ở Việt Nam thì lúc này cũng hơi khó khăn. Bởi vì thất nghiệp cũng hơi nhiều và làm ăn cũng hơi khó đó các bạn. Cho nên cái vấn đề mà mua sắm để mà Tết á, thì nó cũng giảm đi. Đây là những cái đồ trang trí cho ngày Tết nè. Xanh xanh đỏ đỏ ha. Hồi năm ngoái em mình nó về nó mua quá chừng luôn. Và năm nay thì ở bên bển không có về, chắc vài năm nữa mới về. Bây giờ mình sẽ tiến thẳng vào bên trong để mình tới cái gian hàng mà bán lược với bán kẹp rồi bán đô rồi nhé. Chị mình cũng muốn mua một cái nha các bạn. Đây nè, băng đô nè chị Lan, băng đô nè, mấy cái món đồ trang sức này nè, băng đô kim tuyến đẹp quá. Tuổi trẻ rất là thích, nhất là mấy đứa con gái, nhưng mà tuổi già như tụi mình á, chị em mình á, thì cái gì cần thì mình mới mua. Đây mình cũng thấy có nhiều cái băng đô cũng kim tuyến rồi, đẹp quá chừng luôn ha. Nhưng mà mình cũng có rồi, còn chị mình thì phải mua một cái. Bởi vì các bạn biết không, khi lớn tuổi rồi đó, cái đầu mình nó tóc nó rụng hết rồi. Rồi cái mình phải cần có cái lược dắt để mà cho nó đỡ, nó phùng cái tóc lên, nó cho nó đỡ thấy ít đó các bạn. Bởi vậy cho nên tuổi già thì nó có cái nhiều cái nó biểu hiện nó xấu đi á, cho nên là phải chấp nhận sự thật thôi. Là mình ở đây không có cái màu tím của bà chị thì mình phải qua một cái gian hàng kế bên ha. Nè cái này em bữa chị Huệ mua nè. Chiếu. Tóc tóc giả này chị Tư. Cái đâu đây nè. Đó kìa. Hôm qua chị Huệ mua đi nè. Vậy hả? Đây còn màu tím đó. Đây, vô đây. Đó, lại đi kiếm màu tím đi. Nè, đang nói nè. Nè màu tím kè kè ở dưới này nè. Phải có gai á. Em có của quên chợ tưởng quà gì bán. Em có cái này màu tím không? Đây cái đống này nè. Có hơn quà màu đỏ đẹp ghê. Đúng rồi, ở trong đó nó có màu tím giống á. Kìa màu tím kìa, màu tím kìa. Đó. Đúng rồi. Màu tím nè, đó. Nhưng mà nó không có gai. Nó có gai không? Có gai. Đâu chị đợi lên thử coi. Đó, coi có đẹp không? Nhưng mà cái tím này nó lợt quá ha. Lợt quá, tím mình đậm đậm. Tím đậm đậm. Được. Được. Tóc phải phùng phùng mới được. Nó phải phùng phồng. Có tím đậm không em? Dạ. Vậy gọi là cái đỏ mà đỏ. Nè màu đen mà nhìn thấy nó có giả không? Đó coi. Được á, thấy nó cao cao một chút không? Giống bà răng bà rí á.
ba răng ba rí á, màu đỏ ý là màu 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 hồng cũng được, ấy màu 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 nâu đi, màu nâu. Đi về chứ mua nữa. Mày vô, mày vô tao mua trời hoài quay qua tao người quá vậy, tao mua nè. Ở mình đi tới đâu là có người mua tới đó. Là có cái người tới đó sẽ coi à. Mà lấy cái đèn đi. Nhà quấn cái đỏ mà tím tương quá. À. Cái đèn đi rồi cái mình về mình lấy bỏ cho hỏi rồi qua. Cái gì đâu có đẹp không? Đẹp. Trời chiếu chiếu rồi đẹp mà. Đó, à, đẹp rồi đó. Thôi tao mua nhiều nè. Thì lấy cái này. Chị cái cài vải đi. Cho chị cái cài vải đi. Chị vừa giật lại tính lấy màu tím không có, lấy màu đen là 40 phải không em? Dạ. Cái gì chị? Ấm dài không cánh sen á. Ủa, màu dài bắt đầu. Dạ, đây bán đắt nha. Ê, có mấy tụi mình tới bán đắt à? Ờ. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi đó không? Coi, con đang đúng rồi. Tím không có, đánh màu tím. Đổi cái gì cái cài vải kìa. Kìa, đổi cái gì kìa. Ê, của chị, ở đây của chị. À, cái này của chị nè. À, chị đang nè. Về dạ, nhà em luôn màu tím cho chị đẹp lắm. Vậy mà đỏ. Kìa 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 đang thông dân. Để em ngồi anh đổi đi. À, vô vô ngồi vô ngồi. Tại vì chị mua đồ chị. Có phải đâu. Phải chứ nè chị, phải phải. Con nào đẹp hết luôn vậy hả? Cô đi gặp đội cũng đẹp á, trắng màu đen á hả? Đẹp, hồi nãy em đợi đó giờ anh lại em coi đi coi. Đẹp á, đẹp á chị ơi. Cái này cũng bằng giá phải không? Cái này cũng bằng giá đúng không? Dạ. Cái này cũng bằng giá đúng không? Dạ. Cái chị có bao nhiêu? Ừ, nha. Còn dưới hấu hộp ngon. Ê, này cũng hay không có? À, cái này là cột, cái này là cột. Cái lưng đó không? Ờ, cột trên đầu. Ủa con Cúc nó mua cái gì rồi mà nó làm lẹ quá. Mua cho Tina. Nó mua cái này à? Chắc cái này mua này cho tiền rồi. Chắc thử đi. Tina mua cái này rồi. Cũng nữa nè. Rồi chỗ này không đắt của bên kia. Đó thì bởi vậy mình đi tới đâu rồi, rồi có người vô tới đó. Cái này là kẹp tóc rồi. Rồi thông chưa? Đi đâu? Cái gì? Cháu mình. Sao bán được không? Tết nhất bán được không? Một lần á. Đi mua đồ, đi mua băng đồ. Mua rồi. Nè mua cái này thôi. Ê, bữa đi chơi sao? Vui không? Vui không? Ba bà. Vui ăn bát à. Vui ba gác. Đây đâu. Món đâu đâu chỗ là như món bán rồi hả? Thằng làm phải ai hấp dẫn nha. Ê, thằng làm phải ai làm? Nhà làm hay làm mua? Rồi. Công nhận nó để cái mâm này đã dễ sợ luôn ha. Mâm này nè. Ôi mắm nè. Không được cái nó bán cá linh nè. Xẻ ghê. Gian hàng của chị ba còn bự hơn nó. Ôi vậy hả? Ê, chưa thấy gian hàng chị ba ha. Đó quà ha. Đúng rồi. Đây. Một chị. Một gian hàng của chị ba bự nó. Đó, dưa mắm nè, đã không? Đó. Ôi. Đẹp đẹp rồi. Giống trong cái phim ấy rồi. Ờ đẹp quá hả? Cô bán hàng. Cô bán hàng mắm. Con trai về nữa phải không? Dạ, về rồi. Đó. Về chưa? Về rồi kìa. Tần xa về hả? Dạ. Có vậy
đi trang điểm xinh xinh là đẹp liền, điệu đàng đó là đẹp đó. Là bình thường đây mặc đồ nó giống như cái phim gì mà của Diệm Hoài Quân Bình nó đúng cho cái ca bài mà cô bài gì á đẹp quá ca bài gì ca bài gì mày đẹp quá cái hình nó đẹp quá hỏi chứ đẹp quá. Cái hũ này như vậy có quay hình nó chưa rồi quay nó rồi nè quay cái hình á hình này à, hình rồi có quay rồi đó à, đi nha đi cái hả đi rồi bây giờ mấy chị em mình sẽ vào bên trong khu chợ ha ở trong cái nhà lồng bán đồ lót nha để mình mua cả hai ba cái à, đó đi tới đâu là mấy chị em vui náo nhiệt tới đó cái này là cái bự nè cái bự cho thoải mái rộng rãi bà sáu phải không ừ. Chị bự có cái áo đen kìa đi gia trang mặc đó ra nhớ không bà sáu vừa mặc đây tập thể dục á ừ. Có cái đó bự đó nó này nhỏ muốn lấy áo lá mặc xuân lạnh cũng có luôn vậy hả áo lá xuân lạnh coi à đây những quà mặc nhà lót thôi thì mặc cái mặc áo lá là hay cái này áo lá thôi cái này nó nóng cái này có nghĩa là mặc cho tâm mấy cái bịch này cho nó thoải mái nè lấy màu gì ta? Đi đâu lỡ mặt cái này? Cái này là nhỏ hơn nè, cái này nhỏ hơn một người tại là chuyên môn nhưng mà lớn. Bác sĩ quanh mình lấy được. À. Để sạch. Mua dâu tây nang cái thử nó mặc. Con mua đi. Thì ngộ lắm nha cả nhà. Mình á, chị em mình đi đâu á, gian hàng nào đang vắng nha. Chị em mình ghé vô mua một cái hả? Trời ơi, tôi nói một lát người ta bu lại, người ta mua đông đen luôn. Ở khu chợ này á, các bạn biết không, ai cũng biết gia đình mình hết á. Chị em đông lắm, đi tới đâu người ta biết tới đó. Mà mua đồ cũng rất là dễ chịu luôn. Mà mấy cô bán hàng này cũng dễ thương nữa. Đó. Khi nào mà mình cần cái gì mình ra mình mua là người ta biết chị em liền cái mặt giống giống nhau các bạn. Nhưng mà khi mình đi chợ thì cái mặt của mình nó không có trang điểm cho nên nó hơi bị xấu nha. Còn khi mình đi chơi á, mình lên clip á thì mình phải trang điểm cho cái mặt mình nó coi được một chút xíu. Chứ bây giờ mình ở nhà mình làm biếng trang điểm quá. Mình chỉ ra ngoài mình tha chút xíu son rồi thôi. Cho nên các bạn sẽ thấy cái mặt thật của mình khi mình đi ra chợ. Thử cho mồ hôi. Đẹp. Ủa nay hai chị em bán chưa? Đừng mới đang kẹo mà không kẹo chứ không ăn lại nó ra. Đúng rồi. Cái này nó nói em mấy bữa nó ngồi giống cái này không? Hả? Cái này nó giống vậy chăng? Cái này người kia giống bình thường. Này gần quá. Mà cái này thấy sai cái gần. Gần quá nhìn thấy nó bự cái kia nó không bằng đâu. Cái này nó con gái là con nó bự nó. Con nó bự nó nữa. Hơn đâu lấy cái kia được con bự hơn cái này bự con mà. Nhưng mà nó mặc cái kiểu có gì không có kiểu nó có được. Đây ta bỏ vô bao ni lông người ta sợ bụi đó. Cho nên ở đây mặc đồ lót thì người ta rất là kỹ. Cái này nữa không? Cái này kia nữa không? Ừ, đang có gì không được, cái này lấy giùm đóng sao đâu. Không mà nó bự hơn nha. Rồi, bự hơn cái này. Không, 3 ít là được rồi. Bằng cái size của chị Hòa nãy. Bằng cái size 3 ít á. Cái sai là sai cuối cùng đúng không? Cái nó được khỏe. 75 bằng giá. 3 ít luôn á. Rồi, để hết rồi. Đưa rồi. Mua cho Tina hả? Vui. Đi tới đâu là rùm men tới đó nha cả nhà. Giờ mình đi về. Quay người đẹp kìa. Mấy người hả không? Người đẹp đi tới chị Liên cái giá hộ trong đây không? Đi vô ủng hộ. Đi cái gì? Có mình chị hả? À có mình chị à, nhưng mà kệ chị bán cũng được đó. Thấy từ người chị Liên quá à. À. Ở đây bán giải đẹp ghê không? À, nhưng mà tại vì ai vô ủng hộ nha, họ gian hàng của chị này. Ê, cái giải kia giống áo chị Lan của đây. Đâu? Kìa, có đầm. À đúng rồi. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giống luôn á. Y chang luôn. À đúng rồi, đúng rồi. Cái lá không? Cái lá. Cái lá. Có nhiều sập đóng cửa quá ha. Đây nè, còn đóng cửa nhiều mà sao tới Tết mà sao không ai ra bán hết trơn. Gần tới Tết rồi đó. Còn chị này cầm cự này. À, cầm cự có một gian hàng giải rồi thôi nha.
Bà chỉ cầm cự qua ngày vậy mà chỉ bán cũng được. Cầm cự qua ngày. Trời ơi. Trời cho bà bán được. Có dầu. Vậy thấy. Thì cái đường nghệ sĩ. Thấy tội nghiệp có hơn. Nhưng mà cũng có người mua ủng hộ đó. Chị nói cho trồng hoa sen trồng hoa trang hả? Giải quá trời. Cút nó không trồng hoa trang đâu. Nhiều lắm. Ê cầm giùm. Chợ trồng hoa trang. Nó ở đây nè, có nhiều sập đóng cửa quá chừng luôn nè. Nó không ai đóng cửa nè. Rồi, đi ra ngoài quay, đi vô chợ. Đi vô chợ quay mắc cười. Những cái giải này chớ má à, thấy má ưa mua đó. Rồi. À, thôi mình đi về nha. Đi qua sơ qua chợ Nguyễn Đình Chiểu cho cả nhà mình xem ha. Đi mấy chị em lào xào. Đi tới đâu là rùm beng tới đó. Chị giống như beng lộn. Rồi bây giờ đi ra ngoài và thấy gian hàng trái cây quá tươi và ngon lắm các bạn ơi. Chị mình dừng lại để mua một cái miếng mít, mà mít này là của cái gì bên là của Indo mà. Đó. Mít mà cái giống đó, cái giống của Indo trồng ở đây. Ngon lắm nha. Mấy chị em đi đâu ai cũng biết hết á. Đi đâu là lò xào đó. Ủa trái à, trái cây đẹp quá. Biết không cái mít này gọi là mít gì? Mít Indo. Indo. Mít Indo không ngọt. Đây là củ hành. Đang cái dâu, cái dâu. Nhìn cái muối nó thấy là ngon. Ờ à, cái muối đẹp ghê ha. Ngon hả? Nhìn thấy à, anh người nước bán muối đẹp rồi kìa. Lúc trước biết nhiêu ký không? 100 mấy là ký. Đầu tiên. Ở đây đó hả? 100 ngàn. Còn giờ? Giờ 80 rồi. Trời ơi. Ủa không có mua đây có gì vậy? Không biết mua cho khác. Trời ơi, chị mua cái đó Tết mà. Tết mua cái đó thì nhớ Tết. Không có Tết thì mới mua đây mà. Bởi cái nón lá này kiểu mới là vậy. Ờ đó. Nó dày đó. Ở trong nó có cái giống như là nhựa. Cái đó nó dày. Dìa hấu. Thấy cái dìa hấu. Đó. Buổi chợ hôm nay chưa tới giáp Tết mà xôn xao rồi. Đây là bán kiệu, bán hành quá chừng đó các bạn, thấy không? Rồi vài bữa nữa chị mình đi mua kiệu và làm kiệu mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn xem nha. Bây giờ thì mình sẽ đi về nhà nha. Đấy các bạn thấy không, con đường đã làm rồi á, thì bây giờ mỗi nhà người ta tự sơn phết lại. Người ta Tết mà, cho nên là nhà ai cũng phải thu dọn và dọn dẹp nhà cửa phải cho tươm tất. Bởi vì người ta nói là tới ngày Tết Nguyên Đán á, người Việt Nam mình nó có một cái hương vị rất là đặc biệt nha các bạn. Cây à, hồi xưa ba má mình còn sống vui lắm đó. Bây giờ cái cô này á thì cô đang trồng lại mấy cái cây nè đó. Rồi anh kia thì đang sơn cửa lại ha đó. Mạnh nhà ai nấy làm. Tết thì cái gì nó cũng mới mẻ hết các bạn. Rồi bây giờ thì mình xin chào kết thúc video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Và cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của mình. Đầu năm mới xin mến chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe ha. Rồi bye bye.